nhé. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lõi dây của nó. Đó, đây lõi dây của nó đây. Đấy. Thằng này của nó là dây là cũng là lõi đồng nha các bạn nhé. Mình khẳng định dây này lõi đồng. Mình cũng biết à, đây các bạn này. Vỏ của nó đây. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway Bình Tân. Trong video này em xin giới thiệu một số cái sản phẩm, một trong số các cái sản phẩm mà bên Eway cung cấp đến quý khách hàng. Đó. Thì một số những cái dòng sản phẩm mà thường kết nối đối với cả dàn âm thanh của mình thì sẽ bao gồm cái phần input đầu vào thì nó sẽ có dây quang để cấp nhạc. Đấy. Ở dây 3.5 cũng để cấp nhạc vào. Rồi cái hệ thống từ vang đẩy xuống âm ly. Đó, từ vang xuống âm ly thì là bao gồm có những dòng Canon AV, đấy, Canon đấy, hoặc là dòng 6 ly đó. Thì đấy nó là một số cái dòng sản phẩm mà mình thường xuyên sử dụng trong cái dàn âm thanh của mình các bạn nhé. Đó. Thì ở đây mình có điểm danh một số các loại này, bao gồm có một số những cái sản phẩm mà đã được nhập nguyên bản chính hãng. Đấy, cũng như là cũng có một số những sản phẩm mà bên mình DIY trên cái nền dây Hitachi của bên mình. Đó, thì có cái dòng dây Hitachi thì bên mình nó đã rất là quen thuộc rồi các bạn. Đó thì trong video này mình đi sâu vào cái việc là tại sao mình nên sử dụng các cái dòng dây DIY từ các cái phôi dây chất lượng, ví dụ như là dây Hitachi của bên mình chẳng hạn. Đó. Thì thưa các bạn là đối với cả một cái dòng dây dẫn, đó, dây AV hoặc AV Canon thì cái chất lượng tín hiệu của nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Một là các cái phần đầu rắc của nó này, và hai là cái phần lõi dây của nó này các bạn ạ. Phần lõi dây của nó thì cái phần đầu rắc của nó thì cần đảm bảo là một số cái, ví dụ như tiếp xúc nó tốt. Đấy, cắm rút nó dễ dàng, đầu kim loại rồi bằng đồng, mạ vàng. Đấy, chân đồng. Đó, là những kết nối cơ bản rất là ok đó nhé. Để tránh những cái trường hợp những cái rắc mà nó bằng kim loại chất lượng kém ấy, một thời gian nó sẽ bị oxy hóa các bạn nhé, oxy hóa mùa về giống như này này các bạn này. Đó, những dòng dây kết nối như thế này. Thì dùng thì nó vẫn dùng được thôi, nhưng mà sau một thời gian vì những cái đồ thiết bị của mình khi mình cắm vào lâu lâu mình không rút ra, có khi vài tháng, có khi cả năm. Đấy, nó cứ chạy. Đến lúc mà mình rút ra nhiều khi là cái chân này nó hỏng luôn rồi. Đấy, nó còn rút cả bay cả thiết bị của mình ra là có các bạn nhé. Đó. Thì như các bạn đã thấy, ví dụ như dòng trên thị trường nó rất là quen thuộc với những cái dòng dây như thế này. Đấy, nó kèm theo máy mang về, nhất là cái dòng của cái hãng Huy Chen này chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái dây cũng khá là cũng là được, dây cũng là dây lõi đồng đấy các bạn nhé, dây lõi đồng. Đó, nhưng mà cái phần chất lượng và chống yếu của nó ấy, nó sẽ chưa được thực sự tốt các bạn ạ, chưa thực sự tốt. Đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là so sánh hai cái dây này với nhau để các bạn thấy rằng là cái chất lượng của lõi dây nó quan trọng như thế nào, đúng không? Cái phần dây rắc, cái phần rắc thì mình đã nói rồi. Đó, phần rắc này rồi nói rồi. Bây giờ cái phần lõi dây của nó này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lõi dây của một cái thằng này các bạn nhé. Đây. Đó, đây là một cái thằng dây cũng tương đối là dùng rất là nhiều. Mình khẳng định luôn các bạn là các bạn mua máy rất là quen với những dòng dây màu nâu của Huy Chen này. Đó, giá của nó đâu đấy nó khoảng độ tầm loanh quanh trên dưới 100 ngàn gì đó một bộ này nhé. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lõi dây của nó. Đó, đây lõi dây của nó đây. Đấy. Thằng này của nó là dây là cũng là lõi đồng nha các bạn nhé. Mình khẳng định dây này lõi đồng. Mình cũng biết đây các bạn này. Vỏ của nó đây. Đây mình sẽ lấy nét cho các bạn này. Đó, là một cái dây như này. Đó, phần lõi đồng của nó đây. Nó lõi đồng của nó phần mát của nó rất là ít, nó có chút xíu này các bạn này. Đây là cái phần lớp vỏ chống nhiễu và vỏ dây của nó này. Đó, lõi của nó đây. Đấy, đây bạn này. Đó, lõi đồng các bạn nhé. Thì thực ra dây tín hiệu thì lõi nó không cần to. Đấy, nhưng mà cái phần chống nhiễu của nó là rất là quan trọng. Ngoài ra là cái phần vỏ dây của nó này cũng rất là cần một cái vỏ dây tốt này. Những cái vỏ dây mà nó kém sau một cái thời gian nên nó sẽ bị mủn đi các bạn nhé, mủn đi đấy. Thì đây nó làm cái dây, đây là dây lõi đồng, rất là cơ bản đấy. Dòng dây Huy Chen này mình khẳng định nó là một cái dòng dây thương hiệu dùng ngon, cũng là ngon đấy các bạn nhé, ngon bổ rẻ đấy, không phải là không đâu. Nhưng mà thực sự là chất lượng của nó cũng sẽ ở một cái mức vừa phải thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng dây của bên mình đấy. Đó, làm để cho các bạn có một sự so sánh các dòng dây Hitachi của bên mình các bạn nhé. Vỏ dây của nó là bằng cao su, vỏ cao su pha rất là mềm dẻo đấy. Thì đối với cái dòng dây dẫn đấy các bạn ạ, đối với dòng dây dẫn thì nó có mấy thứ mà các bạn cần quan tâm đến này. Một là cái phần vỏ bên ngoài của nó, vỏ này rất quan trọng. Là vì sao? Là vì nó phần thứ nhất là nó bảo vệ dây này, nó cũng tham gia vào quá trình chống nhiễu. Và thứ ba là gì? Là khi cái vỏ này nó được bảo toàn thì toàn bộ cái phần lõi bên trong này gần như là nó sẽ còn như mới các bạn nhé. Những cái dây Hitachi của mình là dây bãi thì là trong quá trình mà sử dụng nhiều năm rồi, lúc mở ra nó vẫn như mới, nó óng luôn đây các bạn này. Đó, đây là cái lớp chống nhiễu của nó như thế này đấy, nó đan dày và đan chéo vào nhau như thế này các bạn nhé. Đó, đây là lớp chống nhiễu đấy. Lớp chống nhiễu này nó sẽ có cái tác dụng là gì? Khử nhiễu. Đó, trong quá trình mà tín hiệu truyền đi trên bề mặt nó sẽ khử nhiễu các bạn nhé, khử nhiễu. Đó. Đấy. Thì tất cả các bạn là khi mà nhìn dây này, kể cả những dây này của bên em không phải tự hào đâu cái việc này, kể cả những thợ nhìn thấy còn đang ham, đừng nói là người dùng. Đấy, các bạn nhìn thấy lớp dây chống nhiễu như này không có, rất là hiếm luôn các bạn, và mới mức giá là cực kỳ phù hợp luôn. Đó, bình dân. Ở thì bên trong này cái kể cả cái lớp dù với cả cái lớp giấy này của nó, đó, làm dày và đẹp, rất là kỹ càng luôn, dây của Nhật. Đấy, bên trong nó sẽ có 4 cái phần là lõi dẫn này. Đấy, cốt dây của nó 4 lõi dẫn như thế này bạn nhé. Đó, thì 2 đỏ 2 đen, đây nó có phân biệt đỏ trắng rồi là đen trắng như thế này. Mình có thể làm dây AV, làm dây Canon, chập 2 thằng này vào là AV. Đấy, 2 thằng này là thằng dương âm. Nếu mà Canon thì mình làm 3 sợi. Đấy, hoặc là 2 thằng này là đường line, đường chân số 3 và 2 thằng này vào mát, cũng đều rất ok cả. Đấy, còn đây là cái phần lõi của nó, mình sẽ tách phần lõi cho bạn xem. Đấy, lõi nó như này. Đó. Đấy, tắt cho anh cái quảng cáo nha. Tắt anh quảng cáo đi với cả nó cho nó nhỏ tiếng đi tí. Đây. Phần lõi đây bạn này. Lõi bên trong này. Đó, nó đẹp này, mình lấy nét nha. Đấy. Đẹp thế này cơ mà, đồng mạ bạc tơ mịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Đấy, cốt dây của nó như này đây. Tất cả các dòng dây Hitachi của bên mình, kể cả cái màu nó có thể khác nhau, màu nó có thể màu xám, màu đen hoặc màu trắng, nhưng mà chất lượng thì là đều như nhau hết các bạn nhé. Đó, thì chất lượng dây như thế này đấy, chống nhiễu như thế này thì làm sao mà chất âm nó lại không hay, đúng không các bạn? Chất âm không hay, giá nó chênh cũng không có nhiều. Ví dụ như những cái bộ như thế này là một cặp, là bên em bán là 250.000 một cặp đã bao ship. Đấy, nó đắt hơn cái bộ kia khoảng hơn 100.000, nhưng mà giá trị của nó thì nó hơn hẳn luôn, hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đây là cái mẫu dây sáng rồi. Còn liên quan đến rắc các bạn nhé. Rắc thì đây. Rắc thì con này của nó, ví dụ như cái dòng rắc như thế này là bật lên tí em, bật lên tí cũng được cho nó nghe nhẹ nhẹ cho nó vui. Mình tắt đi. Đây, ví dụ như cái rắc của nó đây các bạn nhé, đây rắc đây. Đấy, mấy nét này. Thảo bấm cho anh cái lấy nét này cả. Đấy cũng được này. Đấy. Thì cái chân này của nó là chân sắt, nhưng nó mạ một thời gian nó sẽ bung ra. Đó, cũng đây của họ cũng hàn 3 chân, 2 chân này vốn vào nhau như thế này. Đây chân nhé. Đấy, còn đây là rắc bên mình làm. Đây các bạn này. Đây là rắc cái đúng không? Mình sẽ lấy cái rắc cái ra. Rắc cái. À. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đó. Cái đường mát này nó được tách ra làm 2 này và hàn vào chân số 3 và cái chân cái còi này để mà khử nhiễu này các bạn này. Đấy. Rất là chi tiết như vậy. Đó. Đấy, rồi rắc đực nhá, rắc đực đây. Đực đây. Đó, đang được đây. Đấy, đây là mình lấy nhiều sợi dây khác nhau đấy các bạn nhé. Đây là có sợi dây nọ sợi dây kia. Các bạn chủ yếu là xem cái phần mà bên mình hoàn thiện. Đó là như vậy. Các cái dây của nó có thể là 4 lõi hoặc là 6 lõi các bạn nhé. Đấy. Bởi vì là dây bãi mà cho nên nó sẽ có nhiều cái mã nhưng mà chất lượng nó là như nhau. Đó. Thì để cho các bạn thấy rằng là một cái sợi dây nó chất lượng như vậy thì nó sẽ cho âm thanh của mình nó cực kỳ trung thực và chi tiết. Đấy, bass thì nó chắc, trung và cao sáng, đó, âm chép sáng mịn, tiếng lời rất là hay. Con này nghe nhạc vàng, nhạc bolero là tuyệt vời các bạn nhé. Đó thì với những cái bộ như thế này của bên mình á, đây là một đầu Canon ra một đầu AV các bạn nhé, là 250.000 một bộ. Rồi Canon ra Canon ba lăng thì cũng vậy, đây mình sẽ đến cụ thể cho các bạn. Đấy, ví dụ như thằng này Canon ba lăng như thế này. Đấy. Rồi AV phòng thu như thế này nhé, các bạn nhé. Đấy, AV phòng thu như này, cái này rất là quen rồi các bạn đúng không? Đấy, là đều là 250.000 một cặp bao ship các bạn nhé. Đó, thì đấy là cái phần dây, về phần dây Hitachi của bên mình. Đó. Thì một số các cái mặt hàng mà đã làm sẵn từ nguyên bản từ hãng thì bao gồm có dòng dây quang. Đó, dây quang bình dân và dạng quốc dân cực kỳ ok là dây Hontech này, dây Hontech của Nhật này các bạn này. Đấy, dây màu xanh nhá, có cả chiều điều hướng mũi tên luôn trên thân dây. Đó, dây Hontech. Dây này thì là giá rất là ok, dây 1,5 mét. Đó, giá là 220.000 một bộ, đúng rồi, 220.000 bộ bao ship. Đấy, dòng này thì dòng cao cấp rồi, dòng này UltraLink này. Đấy, UltraLink, dây này là 480.000 một sợi. Đấy, dòng này là dòng quang kim này các bạn này. Đấy, quang kim thì dòng này là hơi kén sản phẩm dùng, nhưng bác nào mà có biết thì mình chơi cái này đây được. Đó. Đấy. Những cái dòng dây hoặc dây quang của Hitachi các bạn nhé, 5 mét, 480.000 Hitachi đây. Đấy, chữ đây bạn này. Đó, mình quay một tay nó hơi lấy nét nó chưa được ok lắm. Với riêng về dòng dây 3.5 nha các bạn nhé, dây 3.5 mình có rất là nhiều các cái phiên bản. Thứ nhất là những dòng dây mà nhập sẵn nguyên bản hàng bãi của hãng như thế này. Đấy, có chiều dài là từ 1,5 mét, đấy, 1,8 mét, rồi 3 mét, 5 mét có. Đấy, dòng này là có 3 mét, 5 mét này. Những dòng này là 1,8 mét này, 1,8 mét này. Đấy, thằng này cũng 1,8 mét này. Đấy, các bạn nhé, 1,8 mét. Còn dòng này thì dòng này cũng là 1,8 mét này. Con này của Znet, con này là bát rất sâu. Con này đặc biệt, con này bát cực sâu. Đấy, con này thì là giá rất là bình dân, con này 210.000 một bộ, 1,8 mét bạn nhé. Đầu giáp của nó nhỏ nhỏ như này, cắm cho các âm ly cổ rất là ok luôn. Đấy. Đó. Thì đối với riêng cái dòng dây 3.5 này ấy, thì ba cái thằng dòng này của nó thì nó thiên về cái giải trung và giải cao này. Đó, trung giải cao. Đấy, dòng này là dòng của Belkin này, UltraLink này, thằng này là Purotex này. Đấy, ba con này thì các bạn rất là quen thuộc rồi. Thằng này là hàng Purotex của Nhật này, hai thằng này là hàng Mỹ. Thằng này Canada, UltraLink này, Belkin này của Mỹ này. Đấy, bãi mà nhìn trông nó vẫn còn sáng lắm, hơi xước sát tí thôi bạn. Chữ nó hơi mờ chút xíu nhưng mà cái đầu giáp của nó này còn rất là ok. Đấy. Thì ba cái dòng này của nó ấy, nó thiên về giải cao giải sáng nhá. Thì bác nào mà nghe thì dòng này thì nó cũng hơi kén này, nghe cao thì nó hơi chói bạn này. Đó, còn dòng Znet này của nó ấy, là dòng đánh trầm cực trực chắc luôn. Đấy, bác nào mà thiếu bát đánh con này ok luôn, mà giá rất là tuyệt, rất là rẻ. Đấy, con này giá rất rẻ. Còn riêng cái dòng mà bác nào còn riêng cái dòng này bên em là dòng cao cấp nhất của bên em là cái dòng này. Đấy, dòng Hontech này. Đây em sẽ để cái camera xuống, em nói về cái sản phẩm này chút xíu. Đây. Đây là dòng dây Hontech của bên em nhé. Đó, nó có rất là nhiều chiều dài. Đây em lấy ra một sợi như này bạn này. Đấy, thì em cứ quấn vào như thế này, như thế thôi nhưng mà nó không có rối bác. Đấy, dòng dây bãi thì trông nó không được mượt mà, nhưng mà bù lại cái chất lượng nó thì nó gọi là rất là ok. Đó, thì dòng dây Hontech của Nhật này bạn này. Đấy, đây là một trong những sợi dây mà hiếm hoi khi mà nó lên 3 giải được rất là ok. Nhật thì mình có một số mã dây thì nó thường một trung và cao, mà riêng dòng Hontech này của nó lên 3 giải cực kỳ chất. Đó, Hontech đây. Con này thực sự là bên mình bán rất là nhiều. chất lượng của nó ổn định, nghe cực kỳ hay. Con này lên 3 giải rất là tốt các bạn nhé. Con này thì nó thiết kế thì tương đối đơn giản, nó là cái màu trắng ngà như thế này. Đấy, nó có phiên bản 1m rưỡi này, 1m rưỡi này, 2m này, có cả dây 3m đấy. Nói chung là dây dài thì thằng này có các bạn nhé. Đấy, một số chỗ thì nó hơi xước nhưng mà mình sẽ về mình chài mình lau đi thì nó cũng ok các bạn nhé. Đấy, nó cũng sẽ sáng nó lên thôi. Thì cái dòng dây bãi thực ra mình cũng không tránh khỏi những cái xước sát đâu bạn. Nhưng mà quan trọng nhất là thế này này bạn này. Quan trọng nhất là những cái đầu rắc như thế này. Đấy. Đầu này thì không bao giờ nó phai màu, phải đồng mạ vàng đúc như thế này. Cái này chỉ có mang kéo cắt thì nó đứt thôi, còn lại thì không bao giờ hỏng được, bền mãi mãi với thời gian. Cái này bên em bảo hành là định danh là 1 năm thôi, nhưng mà thực ra thì những con này vẫn sửa được các bạn nhé. Bảo hành trọn đời, nếu dụ như nó có đứt thì nếu mà trong thời gian bảo hành thì bên mình có thể hỗ trợ đổi mới cũng được, hoặc không bên mình sẽ sửa chữa miễn phí bạn nhé. Tất cả những thứ này bên mình sẽ làm được, như gần như là nó âm thanh về thẩm mỹ có thể không bằng nhưng âm thanh nó sẽ quay trở về như cũ. Đấy. Thì còn đây là các bạn nhìn này, cái đầu rác của nó này. Đấy. Đầu rác này cắm vào điện thoại cực kỳ là êm và nó không có bị cấn. Đó. Đầu rác mạ vàng cực kỳ đẹp. Con này lên 3 giải. Đó. Con này cân 3 giải cực tốt, tỷ lệ pha bạc của nó là rất là chuẩn. Đó. Có những con nó pha bạc vào thì nó sẽ lên giải trung và giải cao nhiều, nhưng con này thì nó pha tỷ lệ rất là chuẩn các bạn nhé. Nó rất là chuẩn và nó dẫn đến là cái sợi dây này nghe nó rất là êm. Đấy. Đó. Con này của nó theo cái thông số cái của hãng sản xuất là nó có cả vàng, nhưng mà em thì cũng không kiểm chứng được cái việc đấy. Tuy nhiên là nghe thì nó có một cái sự khác biệt thật. Nó một sự khác biệt thật. Dây thì rất là đơn giản. Đấy. Thì bác nào mà muốn lên 3 giải thì các bác chơi cái dây này cho em. Đó. Thì cái dây này của bên em là đang bán với cái mức giá là 280.000 một sợi như này, bao ship các bạn nhé. 1m rưỡi. Đấy, 1m rưỡi. Bác nào cần dài hơn thì nhắn cho bên em cũng có, em báo giá. Đó. Còn lại cái dòng dây này, bác nào mà thích chơi dòng bát thì là dùng con này Znet này. Đó. Và chơi âm thanh cổ, con này lời rất hay. Đó. Còn ba cái dòng này á, ba cái dòng dây này á, ba cái dòng này bên em bán cũng nhiều này, nhưng mà khách hàng phản hồi về cái việc là dây cái giải cao nó nghe nó hơi chói chút xíu bạn nhé. Đó. Thì tùy bác nào mà thiếu bát nhiều rồi thì có thể chơi con này ok này. Đấy. Còn nếu mà 3 giải thì các bác chơi con này cho em nhé. Đó. Cứ chơi con Hontech này cho em, bao hay luôn. Đấy, không hay là em hoàn tiền 100%. Đó, tặng luôn cho các bác. Nếu mà không hay nhưng mà phải mình phải thật thà các bác. Đấy. Đó. Thì ở đây là mình có lên một số các cái mẫu dây của bên mình. Ra bên mình thì là thuộc về cái dòng DIY nhiều, nên là bất cứ cái mã dây nào bên mình có thể đáp ứng cho các bạn với cái rắc đẹp như thế này bạn nhé. Đó, dây mic rồi các thể loại dây, những cái dòng dây cao cấp hơn cũng có. Thì bác nào có nhu cầu về các cái sản phẩm mà dây dẫn âm thanh thì cứ kết nối trực tiếp với bên mình sẽ tư vấn chi tiết. Đấy, phù hợp với mức giá và những cái yêu cầu của các bác nhé. Thì video hôm nay cũng đã tương đối dài rồi, thì em cũng điểm danh báo giá và chủ yếu là em giới thiệu cái sự chất lượng của cái dòng dây Hitachi của bên em. Mọi chi tiết các bác liên hệ hotline 0911 851 444, em có để ở dưới phần mô tả các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh. Đấy, để nhận được các cái video của bên em mới nhất đó, để cũng là những cái anh em giao lưu về audio. Đó. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào.